Thái Thiên Phượng khiến dân tình rùng mình khi bất ngờ xuất hiện đăng thông tin chấn động. Vụ việc Thái Thiên Phượng hiện liên tục khiến người hâm mộ liên tưởng đến vụ án của nữ diễn viên Thái Lan Tan Monida. Mới đây, sau hơn 2 tuần qua đời, trên trang cá nhân của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bất ngờ mở và hoạt động trở lại. Liên quan đến vụ việc của người mẫu Hồng Kông Thái Thiên Phượng, mới đây trên nền tảng mạng xã hội của người mẫu bất ngờ đã được mở ra sau hơn 2 tuần cô qua đời. Điều này khiến dân tình giật mình và ngỡ ngàng. Không những vậy, trên trang cá nhân của Thái Thiên Phượng còn liên tục đăng tải nhiều thông tin, trong đó có cả những thông tin xoay quanh cuộc sống của mình. Một đoạn clip dài 6 phút cũng được đăng tải lại. Trong đoạn clip là hình ảnh Thái Thiên Phượng đeo trang sức vàng của hồi môn trong lễ cưới. Động thái trên trang cá nhân của Thái Thiên Phượng khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là hành động của một trong những người thân trong gia đình Thái Thiên Phượng khi có được mật khẩu mạng xã hội của nữ người mẫu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự thắc mắc về mục đích đằng sau việc mở lại trang cá nhân của Thái Thiên Phượng và đăng tải nhiều thông tin về cô. Trước Thái Thiên Phượng cũng có vụ việc của nữ diễn viên Tan Monida. Sau 3 tháng nữ diễn viên qua đời, trang cá nhân của Tan Monida liên tục cập nhật những hình ảnh, story cùng dòng trạng thái lạ khiến dân tình rùng mình. Trong đó có cả một bức ảnh chụp lại chiếc du thuyền nơi diễn viên đã qua đời. Suốt hơn 2 tuần qua, vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Những tình tiết mới của vụ án gây rúng động này vẫn không ngừng được cập nhật và thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 6 tháng 3, tờ South China Morning Post đưa tin, sau khi xét nghiệm ADN, cảnh sát đã xác nhận các phần được tìm thấy trong căn hộ tầng trệt của ngôi nhà 3 tầng ở làng Lumi, quận Đại Bộ, Hồng Kông, Trung Quốc, chính là của Thái Thiên Phượng, bao gồm phần được tìm thấy trong một nồi súp và phần được giấu bên trong tủ lạnh. Trong khi các phần được tìm thấy đã được xét nghiệm ADN, thì đến nay các sĩ quan cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những phần còn lại, gồm tay và thân của nữ người mẫu xấu số ở các địa điểm bị tình nghi. Tuy nhiên, một số công tác tìm kiếm hiện tại đã rác cũng đã được ngừng và gặp nhiều khó khăn. Trước đó, chia sẻ với tờ HK01, cảnh sát cho biết gia đình chồng cũ nạn nhân đã ngoan cố không chịu khai báo địa điểm vứt Thái Thiên Phượng. Vì vậy, điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của họ. Ngày 2 tháng 3, trang net Oppo cho hay, nếu có phần còn lại của Thái Thiên Phượng và những bằng chứng hữu hiệu vẫn không được tìm thấy, cảnh sát cũng sẽ khó định tội được các nghi phạm. Đồng thời, cáo buộc đối với nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng có khả năng sẽ chuyển thành ngộ sát thay vì chung thân. Án phạt của những nghi phạm này cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Đây cũng chính là điều khiến dư luận cực kỳ phẫn nộ. Do từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông, Quảng Cầu, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng lên kế hoạch phi tang từ chọn địa điểm đến cách thức xử lý những người mẫu xấu số nhằm thoát tội. Theo nguyên tắc nghi ngờ có lợi cho bị cáo, ngay cả khi tất cả nghi ngờ đều hướng đến gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng, nếu cảnh sát không tìm thấy được Thái Thiên Phượng, họ rất khó chứng minh người mẫu đã thực sự bị các nghi can làm hại, từ đó có kết tội với mức án cao nhất. Việc không thể tìm thấy trọn vẹn Thái Thiên Phượng được cho là nằm trong kế hoạch giấu tội kỹ càng của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng. Trước đó, nếu không được báo mất tích sớm và không được tìm thấy sớm, Thái Thiên Phượng đến hiện tại có thể sẽ hoàn toàn biến mất theo đúng kế hoạch của các nghi phạm. Tuy nhiên, may mắn phía cảnh sát đã phát hiện sớm vụ việc khi bố chồng cũ Thái Thiên Phượng chưa kịp hoàn thành kế hoạch như dự kiến. Đến nay đã có tổng cộng 7 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng.